Rồi, chào tất cả anh em xem kênh YouTube Mạnh nha. Bữa nay em sẽ lên cho anh em một cái dàn áo. Lên để cho anh em coi tham khảo thôi nha, chứ không phải là bán nha. Dàn áo này là của một anh khách. Anh nhờ em xử lý rồi sơn lên giùm ảnh. Thì dàn áo này anh đi lựa đầu món anh em. Thật sự lựa đầu món. Riêng cái dàn áo này không dưới 5 dàn. Để gom thành một cái dàn áo này không dưới 5 dàn một cái. 5 dàn áo để thành một dàn áo. Đó. Và cặp bửng ngoài là anh chơi hai cánh bửng ngoài là hàng tồn, đúng hàng tồn nha. Đó, đúng hàng tồn. Rồi em quay chi tiết cho anh em coi, để coi là cái hàng mà theo xe sơn lợi nó có đỉnh hơn cái hàng mới hay không. Đó. Rồi vô ha, anh em mình coi chơi cho vui ha. Thì trước tiên em nói cái màu xanh ngọc trong đây nó không có đúng với thực tế ngoài nha anh em. Thực tế ngoài nó tươi hơn nhiều, vô đây thì nó đậm nè. Vô đây thì đậm đen à. Đó, thực tế ngoài nó tươi hơn nhiều anh em. Đó, nên mong anh em thông cảm. Anh em nhìn cái độ bóng của cái nước sơn nè. Dàn áo này bỏ sơn cũng lâu rồi. Hàng theo xe sơn lợi thì anh kiếm được một cái vỏ đầu đèn của quay thái 100. Đúng quay thái 100 nha anh em. Đó, anh phét. Phét lỗ đĩa lên. Nè, phát lỗ đĩa lên. Thì anh nhờ em phát lỗ đĩa. Fit lại mấy cái lỗi cái cây này. Đây, fit lại hết. Cây zin nó nhỏ xíu nè anh em. Còn bây giờ em làm lại nè. Em làm lại thành một cái cây bự nè. Đó. Em coi em về làm lại gì được không. Đó, bự chà bá nè. Cây zin nhỏ xíu nè, mỏng lét nha. Mấy cái bát móc chân này là đẹp hết anh em. Đẹp hết. Rồi tí em công khai cái giá này, cái giá thành mà của dàn áo này ảnh mua cho anh em nghe. Đó. Đây là một con mặt nạ. Màu ngoài đẹp lắm anh em ơi. Vô trong điện thoại số đậm lè không biết nữa. Anh em nào thử có cái chiếc xe mà xanh ngọc gần nhà. Anh em thử coi phải đưa cái điện thoại vô vậy em nói đúng không? Cái màu kỳ lắm. Rồi bát móc. Bát móc thì anh lựa đẹp không nha. Theo xe đẹp. Về trước. Sơn rồi khỏi phải gì phải bàn anh em ơi. Rồi về trước đách 98 của quay thái 100. Anh chơi là anh không có quan trọng đời nha. Cái này là không phải là bị hàng lại đâu nha anh em. Mà cái này do trước kia họ dán một cái cao su á. Dán một cái cao su để chống nước văng hay là chống đinh rồi này kia á. Không biết nữa. Thì nên có một cái dấu bị dán keo. Chứ không phải là hàng đâu nha. Rồi, ốp thuộc. Đây, ốp thuộc. Ốp thuộc là ba cái bóc này còn nguyên hết. Nhưng mà về anh lấy cái keo AB với cộng dây chì, anh bỏ vô trong đây nè. Đó, chơi công nghệ mới. Anh em nào rảnh thì chơi theo nha. Chứ ốp thuộc này chấu móc là còn nguyên hết luôn anh em. Chưa bị hàng gì luôn á. Đó, anh lấy anh nói là anh lấy cái dây, cái củ lưỡi câu á cho nó cứng rồi anh bỏ vô trong đây, anh dán keo AB lại. Chơi kiểu này thì làm sao gãy nổi. Rồi bên đây cũng vậy. Này là cái đùm ốp phuộc đùm em phát lên đĩa nha, không gãy bát luôn. Em phát lên đĩa thì nó còn cái lợi như này, anh em nhìn nó còn cái lợi này nè. Đó, em phép chị được của mình nè trai. Rồi đi vô cặp bửng ngoài này là bụi nha anh em, bụi đánh bát. Hồi nãy em về em đánh bát lại một mớ nữa bụi, do ngoài thợ sơn họ cũng chưa có kỹ lắm anh em ơi, về bắt buộc phải làm lại. Đây cánh bửng ngoài hàng tồn, hàng tồn thì chưa xài nha anh em.
anh em nhìn dấu này chưa có dấu bắt ốc, chưa có dấu cái gì chứ là anh em biết rồi, an toàn rồi. Rồi đẹp đẽ, cánh bên đây cũng vậy toàn luôn, em nhắn tem nè. Ít bụi nha. Rồi cánh bửng trong, cái dàn áo này là dàn áo xanh đen, nhưng mà cánh bửng trong là em chưa có dán con tem, thì anh nói là thôi để về khi nào mà anh lên xe á thì anh sẽ canh chỉnh, canh chỉnh nửa con sau với cái bửng trong, dán con tem cho nó ngay chứ không để nó lệch vài ly đồ này kia nó xấu lắm. Bụi nè anh em, bụi đánh bát á, là anh đánh bát còn á, nên là em để em không có dán con tem ở đây nha, em để cho anh về anh dán. Anh lựa cái bẩn mà này còn móc câu còn nguyên luôn nè, móc câu nguyên nè, cái này còn nguyên luôn nè, đó ba cái lỗ này còn nguyên luôn nè. Anh lựa đồ đẹp không anh em ơi, ảnh thì không có quan trọng đát, đát của ảnh thì cái dàn áo này của ảnh 13 món mà từ 97 tới 201 luôn, đát nào cũng có, 97, 98, 99, 2000, 201 có luôn, đủ hết. Quan trọng là đẹp anh em, chứ giờ mà đi kiếm mà đồ đẹp mà cùng đáp nữa thì thật sự là không biết khi nào mới có. Dàn áo này anh kiếm đâu cũng cả năm trời á, cái này là phấn phấn đánh bát của chỗ sơn của người ta còn, chỗ sơn của người ta còn nha, y nguyên hết nè anh em, móc câu này còn luôn nè chứ không phải em làm lợi đó nha, còn á. Đây nè, em nói anh em không tin, cái bửng bên đây 2000 nè. Còn cái bửng này 201 nè. Tháng 6 201 nè. Đó. Cái đầu đèn là 97, cái về trước là 98. Còn mấy thằng kia là 99. Thằng này ha, thằng này 99 nè. Đó. Rồi, tiếp theo open. Màu ngọc mà người ta sơn đẹp vậy thì anh em thì nghĩ cái màu đen sơn cỡ nào. Được không anh em? Hợp màu không? Hợp màu rồi nha. Đó, không có bị lệch nha. Rồi. Cái chữ Elite Chip này, cái riêng cái tem hai màu là phải dán ở đây nha anh em. Nhiều anh em dán dưới này là dán sai nha, sai vị trí nha. Đúng của nó là phải dán ở đây. Thằng này đắt 99. Pháp móc là còn cực im. Anh lựa mà tới cái miếng này mà chỗ con ốc bắt về biển số lên sườn của anh em nè. Dạng như là mới có dấu hơi hơi nè, chứ chưa có dấu mòn như dấu huyết gì luôn á. Nhiều cái mặt trong này bị mòn phiết từ lưa, ảnh lựa là chưa có luôn á. Đi lựa đồ món mà anh em, lựa đồ món chứ không phải là vàng áo đồ khá khá đem về làm lại, không có. Cái nào đẹp ảnh lấy, ảnh mua, chấp nhận mua giá cao một tí nhưng mà được có cái đồ ngay ý của mình. Ngay bát móc còn nguyên này nha, chứ không phải em làm lại nha. Rồi miếng bự, miếng cuối cùng cho anh em mà coi bát móc trước. 599 luôn, rồi em nói luôn. Về cái phần miếng bự này á thì có nhiều anh em thấy là dán con tem này nó bị sai vị trí nha, nó sai vị trí. Đúng ra cái miếng bự thì miếng này thì anh em canh theo cái lỗ này nè, canh theo lỗ này là đúng rồi, canh theo lỗ này với bằng cái mí này đó, hột vô tầm hẳn cả ly là nó đúng. Còn riêng cái miếng này, cái đường giáp mí giữa hai thằng này là nó phải tầm khoảng một phân tới một phân hai nha, phân tới phân hai đó. Nhiều anh em thấy dán á mì mì dưới này nè, nó sai vị trí, nhìn vô một cái là biết là cái tem dán tầm bậy liền. Khi đó đúng của nó sẽ cách nhau tầm khoảng một phân tới một phân hai như thế này. Đó, một phân tới một phân hai nha. Đúng vị trí nó là phải như vậy.
nhìn em lại dán ở cái miếng ở trên này nè, nó xích xuống dưới. Dán thì cũng được thôi chứ không có gì đó, nhưng mà có cái nhiều anh em người ta chơi á, chơi xe người ta nhìn vô người ta biết cái dàn áo của mình dán tầm bậy, đồng ý là người ta nhìn vô người ta biết ở cái tem này tem nhãn lợi đó đó, nhưng mà mình phải dán sao cho nó chuẩn nhất có thể đó, cái vị trí hàng theo xe nhà máy người ta dán như thế nào thì mình dán như thế nấy, chứ mình đừng có chế cháo đó, đừng có dán 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 nó lệch kỳ lắm. Nó giữ chữ electric cũng vậy, vì anh em lôi xuống dưới dán đó nó kỳ, dán chỗ đó đi nhìn nó đẹp, nhìn nó đẹp con tem đó. Rồi rồi, clip em tới đây thôi. Công bố giá luôn cái dàn áo này, anh đi lựa đồ món không là 6 triệu, lựa đồ món không nha 6 triệu, sơn 2 triệu nữa là 8 triệu, tổng dàn áo này là 8 triệu chưa tính tem, chưa tính tem. Thật sự này thân thích lắm mà anh nhờ mấy đi bỏ sơn giùm ảnh, từ sáng tới giờ là cũng hết tầm khoảng 4 tiếng của em, 4 5 tiếng của em để ngồi em xử lý mấy cái dàn áo này. Thợ sơn họ đánh bát không có kỹ nè, họ đánh bát không có kỹ và không có được bóng như thế này đâu đó. Em về em muốn bóng á, em ngồi đánh bát thấy bà luôn, ngồi đánh bát thấy bà luôn đó. Thì trước khi hồi nãy về á, là có chụp hình cho anh coi, có gọi hai anh em có gọi video call với nhau thì cho anh coi dàn áo của ảnh. Rồi thôi, anh em cần gì cứ việc alo em, rồi em thông báo nha, em nghỉ nhận vàng áo rồi nha, em không còn nhận vàng áo nữa. Anh em nào nếu mà ở khu vực Bình Phước gần gần á, thì em cũng có một cái anh khách, ảnh có mở cái tiệm sơn ở trên Bình Phước á, anh em cần thì có thể em cho số điện thoại cho, có thể gửi anh sơn. Thì anh sơn giá cũng mềm mà, sơn giá dưới quê mà anh em ơi, mềm. Còn này em sơn ở Sài Gòn, em bỏ sơn cũng lâu rồi, cho anh khách này. Rồi thôi, cảm ơn anh xem clip mạnh nha.